Xin kính chào quý vị các bạn. Hiện tại mình đang có mặt tại nhà của anh Bến Đơn ở quận Gò Vấp, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay Bến Đơn có nhiều một số phô mai ha, bonsai này để một khối ha, rất nhiều dáng thế luôn. Giá thì chỉ có vài trăm, rất mong quý vị ủng hộ cho anh Bến Đơn ha. Rồi, chào rồi, chào anh Tâm, chào cô chú anh chị tên toàn quá khen. Hôm nay em cũng tiếp tục về lô mai Giảo Thủ Đức nha cô chú anh chị. Hình thức của em vẫn là bao sống bao ship nha. Hôm nay đại hạ giá còn mấy chục cây nữa, hạ giá rút vốn là cô chú anh chị ơi, để về săn cây mới về cho cô chú anh chị ha. Đó, cô chú anh chị vô nhớ coi hết clip ủng hộ em nha. Rồi, cây đầu tiên cây số 1 luôn, chiều cam nó là 55. Hoành ngay đây là 16 hoành. Đó, cô chú anh chị nói em hàng vàng em từ hao hết nha cô chú anh chị, gần 17 em tính 16 ha. Có cô chú anh chị vô cái nói hồi sao đo ăn vàng ha. Đó. Rồi, 150 ngàn à cô chú anh chị. 150 thôi. Bao ship tới nhà luôn. Rồi, mã số 2. Cao 25. Hoành 17 hoành. Đó. Khối đế đổ luôn nha cô chú anh chị, rất đẹp luôn nè. Có một cái củ to ình luôn. Rồi, giá 180 ngàn. Nay hạ giá cho cô chú anh chị luôn. Mạnh dạng alo luôn cô chú anh chị ơi. Có alo là có cây liền. Rồi, chiều cao nó 70 ha. Rồi, hoành đây là 22 hoành. Đó, gần 23 tới 52 luôn. Bệ đế ha. Đó, bệ đế luôn. Bự chảng luôn ha cô chú anh chị. Đây, rất khỏe luôn. Trồng theo cách này là ok luôn ha. Vũ bầu hết. Cắt hết cành, cắt hết rễ. Đó, rồi, giá 450 luôn cô chú anh chị ơi. Rồi, mã số 4. Cây này đẹp nha cô chú anh chị, chiều cam nó 55. Hoành 19 hoành. Đây. Đó, lắc lượng rất đẹp cây nè, duyên dáng nha cô chú anh chị. Đó, cây quá đẹp luôn, tay cành rất chuẩn luôn, có 450 nha cô chú anh chị. Tuột độ bung từ trong thân ra ngoài tới ngoài luôn ha. Rồi, cây mã số 4 450 000. Rồi, cây mã số 5 luôn ha. Lượng cũng bonsai luôn. Mã số 5 chiều cam nó là 39. Hoành đây là 22 hoành. Ồ, đi nồm sổ nè. Rất đẹp luôn. Rồi, giá 450 ngàn cô chú anh chị ơi. Rồi, tới mã số 5. Chiều cao là 39. Dạ, số 6 mà. Mới số 6 chứ, cây số 6 nha. Hoành 22. Mã số 6 nha cô chú anh chị. Đó, cây này rất đẹp nha. Lực cây nè. Cũ nở. Rồi, giá 500 ngàn cô chú anh chị. Đây, cành đẹp luôn ha. Rồi, tới mã số 7. Số 7. Chiều cao nó là 40. Hoành 20 hoành. Đó, lắc lượng tuột thì bung mạnh nè. Cục luôn ha cô chú anh chị. Lú thôi, đầy luôn. Rồi, giá 350 nghìn. Rồi, 350 thôi. Rồi, tới mã số 8. Số 8. Cao nó là 39 nha. Hoành 17 hoành. Ủng hộ cho em hết clip luôn, giá không nghỉ luôn cô chú anh chị ơi. Rồi, giá 250 ngàn. Rồi, tới số 9. Chiều cao nó là 35. Lục cục lòn hòn luôn. Rồi, quanh 15. Đê quái nha cô chú anh chị. Rồi, giá 120 ngàn. Rồi, 120. Rồi, tới số 10. Cao 35. Quanh 15. Đó, cây này quái nha. Rồi, cây này em giao 200 ngàn. Rồi, 200 thôi. Rồi, tới mã 11. 11. Chiều cao cũng 35. Hoành 16 hoành. Đó, cây rất đẹp hả cô chú anh chị. Rồi, giá 300 cô chú anh chị. 300 thôi. Rồi, cây mã 12. 12. Chiều cao 39. Hoành 20 hoành. Bệ đế ha. Bệ đế luôn. Bonsai nè. Đó. Rất đẹp ha, tay cành chơi đều luôn ha. Đó, lú 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 tay cành nè, ứ giả ha. Rồi, giá 300. Rồi, 300 thôi. Rồi, tới mã 13. 13. Chiều cao 70. Hoành 21 hoành. Đó, cộng đế bự bự không nha cô chú chị. Ok ha. Rồi, cái này giá 350 ngàn. Rồi, 350. Rồi, tới mã 14. Dán bay nè. Cao 39. Hoành 17 hoành. Đó.
rất đẹp cây luôn của chú anh chị, cây giang bài ha, tay cành đều luôn, tược thì đang bung mạnh luôn. Rồi giá 300. Rồi 300. Rồi tới mã 15, chiều cao 70, hoành 21 hoành. Đó, cọng to to không ha cô chú anh chị, to lực cây không ha, u nần, cây này u nần nhiều nè. Rồi giá 500 ngàn. Rồi 500. Rồi tới mã 16, cao 40, hoành 18 hoành, nơm ha, cây này nơm rất đẹp nha cô chú anh chị. Rồi giá 250 ngàn. Rồi 250 ha. Rồi tới mã 17, cao 45, hoành 19 hoành. Đó, nồi đế nè cô chú anh chị. Rồi giá 300 cô chú anh chị ơi. 300 thôi. Rồi cây này có cành phóng đẹp quá cô chú anh chị ha. Rồi cây màu A 18 nha, chiều cao 64, hoành 22 hoành, đầy lực ha. Đó, cành phóng này rất đẹp ha cô chú anh chị, được bung mạnh nè, cây bự luôn ha. Rồi giá 500 của chú anh chị. Rồi, 500. Rồi tới mã 19, chiều cao 58, hoành 19, tính 18 đi ha. Đó, 18 hoành, đặt nồi đế luôn nha của chú anh chị. Đó, đặt luôn. Rồi giá 400 ngàn của chú anh chị. 400 thôi. Rồi tới mã 20, chiều cao 67, hoành 21 hoành. Đó, rất đẹp cây nè. Đó, quái ha. Rồi 20 nè, em Zalo 350 ngàn. Rồi 350. Cây mã 21, chiều cao 25, hoành 15 hoành. Đây nè, rất đẹp của chú anh chị. Đó, có 4 cành luôn ha. Rồi giá 200. Rồi 200. Rồi tới mã 22, cao 35, mình gần ha, hoành 18. Rồi giá 300 ngàn. Rồi 300. Rồi tới mã 23, chiều cao 70, hoành 24 hoành. Đó, cái cây này đặt bầu luôn nha cô chú anh chị. Đế nè, đặt kẹo luôn ha. Rồi giá 550 ngàn nè cô chú anh chị. 550. Rồi tới mã 24, lực cây nè, cao 55, hoành 24-25 hoành. Đó, rất là cây ha, cây này cũ nở nha cô chú anh chị. 350 ngàn cô chú anh chị ơi. To nhỏ nhỏ 350 thôi. Rồi tới mã 25, 25, chiều cao 49, hoành 20 hoành. Đó, tờ cộng nào cũng nói bự bự hết ha, lực cây cô chú anh chị. Rồi giá 300. Rồi 300. Rồi tới mã 26, chiều cao 75, hoành 22 hoành. Rồi, khổ đế ha. Khổ đế luôn, cụ đế nở nha. Cây này rất lực cây ha, được bung mạnh luôn à, xanh mỡn luôn. Rồi giá 500. Rồi 500. Rồi tới mã 27, chiều cao 50, hoành 18 hoành. Đó, nó đế rất đẹp ha, tay cành cũng đều luôn nha cô chú anh chị. Cái cây này mắc tre nha. Rồi giá 300 ngàn. Rồi 300. Mã 28, cao 49, hoành 22 hoành. Đó, cụ đế rất đẹp ha, bệ đế luôn cô chú anh chị, cây lắc lượng ha. Rồi giá 450 ngàn. Rồi 450 ha. Rồi tới mã 29, 59, chiều cao 55, hoành 21 hoành.
đồng khối đế luôn của chú anh chị, bích bầu luôn ha, cây rất đẹp nha, củ đế nở, tay cành đều, giá 500.000. Rồi 500 thôi. Rồi tới mã 30, chiều cao 75, hoành 21, hoành quái ha. Cái này có củ luôn ha, đây nè, nở nở nè. Ồ. Rồi, cây 30 cây cuối cùng ha, giá 350.000 của cô chú chị ơi. Rồi, trước em cũng cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ cho em những clip vừa qua ha. Này cũng mong cô chú anh chị xem hết clip coi cây nào ưng ý thì ủng hộ cho em cây đó ha. Em rất cảm ơn cô chú anh chị mình rất nhiều nha. Bye bye, chào tạm biệt cô chú anh chị ha. Xem hết video ha. Rất mong quý vị ủng hộ cho anh bên nền. Bây giờ mình cũng tạm dừng nhé. Nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh. Muốn cây đó bán rồi. Xin chào và hẹn gặp lại.